Xin được giới thiệu cùng với mọi người một mẫu thạch anh kim sa. Nó có lớp đánh ánh kim, thạch anh trắng, dòng thạch anh biến thể. Nó có các cái trụ xếp với nhau rất kỳ là đẹp và lạ. Các cái tinh thể của nó thì bé li ti thôi, nhưng mà dày mọc chi chít luôn. Đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Đây là mặt sau của viên đá này. Viên này có khối lượng của đá nặng là 400 gram. Và nó có chiều dài của viên đá này là dài 13 cm. Đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Có lấp lánh kim sa khi cho anh chiếu ánh đèn vào, rất kỳ là đẹp. Hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 150.000 đồng. Nếu bác nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.